Chào cả nhà mình đến với kênh của Sang Trần Vlog. Sang đang có mặt ở tại chùa Ô Chum. Thì cả nhà mình cũng biết hôm nay cũng là ngày tập thứ tư cho cái chương trình lễ ốc âm bốc của Ghe Ngo đội nữ chùa Ô Chum mình nha cả nhà mình. Thì cả nhà mình thắc mắc là coi đội nữ tập như thế nào, hôm nay Sang sẽ đến đây cho cả nhà mình xem. Và cả nhà mình thấy là rất là đông các bạn khán giả đến đây xem nha, xem cổ vũ cho ngôi chùa Ô Chum mình nha. Mình sẽ quay liếc qua cho cả nhà mình xem cho hết cái giờ này 2 giờ mấy giờ, trời rất là nắng luôn đó cả nhà mình. Này hôm nay thì cả nhà mình cũng thấy là rất là cũng đầy đủ mà cũng thiếu, do là công việc gia đình nên là các vận động viên nữ chùa Ô Chum thì cũng thiếu 1-2 thành viên, không sao. Và hôm thiếu không đủ cả nhà mình, do cũng bận công việc á. Rất là nhịp nhàng luôn nha cả nhà. Các cô chú, các chị ở đây thì rất là nhịp nhàng. Cái đó là cái thế của các bạn nữ hay sao, cô chú hay sao, các chị hay sao, cả nhà mình sẽ là đứng và ngồi. Cả nhà mình nhìn thấy đội nữ chùa Ô Chum thì các chị các cô ở đây thì gặp rất là đều nha cả nhà mình. Hôm nay cũng là ngày tập luyện tinh vàng, thì cũng là ngày thứ tư để nước rút cả nhà mình. Thì tính bữa nay nó khoảng còn 20 mấy ngày nữa là diễn ra lễ diễn ra chương trình lễ ốc âm bốc 2024 tại phường 10 thành phố Sóc Trăng. Ừ.
nay thì rất là cô cho con hỏi là chùa của mình thì hôm nay là ngày tập thứ tư thì mình cảm thấy như thế nào cô? Dạ nó là rất là nhắn tập á. Dạ mình nhắn tập á. Rồi để mình ra mình cần tới rồi mình phải tập cho nó tiếp tập kinh dạng nha. Dạ. Đó rồi mình phải tập cho nó sâu, tập cho nó sâu. Rồi mình sẽ làm nơi đó thì nó nghe đi. Yeah. Thì 4 ngày qua mình tập mình cảm thấy như thế nào về cái đội của mình? Bây giờ 4 ngày thấy là chị em là rất là mạnh nè. Dạ. Rất là mạnh nè. Dạ. Chị em gái năm nay á mình phải tập cho nó mạnh hơn năm rồi. Thì năm nay là giờ diễn ra là những thích qua thì không riêng gì đội của mình mà các chùa trong mục tiêu của chùa mình là như thế nào? Thì năm nay cũng chùa nào ta cũng là khách quan lớn nha, người ta chùa nào ta cũng chuẩn bị hết. Dạ. Nhưng mà năm mai á cũng chị em tôi cũng chuẩn bị, tại vì dạy năm nay lớn á mình phải sao mà mình phải lấy dạy gì cho cái chùa mình. Dạ. Mình phải quan quyết tâm chiến thắng. Chùa mình đây là nữ mình là không chị vì mấy năm trước mình cũng có danh hiệu rồi, mình phải năm nay mình cũng phải cho nó đạt nữa. Năm nay là khác không? Khác hơn 10 năm mình phải khác. Và trong đó có mười mấy độc nữ. Chùa của mình là hôm nay cũng là thứ tư mình diễn rút rồi. Dạ. Yeah. Khi mà lên khi mà đại tỷ ra thì mình đã tập luyện xong này. Xong. Để mình kiểm tra cái tốc độ như thế nào. Bây giờ mình chưa tới mình đuôi cái vàng thôi. Tới gần tới mà mình đặt ghe xuống đó. Dạ. Cái mình đi tập chỗ Ngô Nam á, mình phải coi cái sức mình cái lượng ghe mình có nó nhanh không. Dạ. Còn tập một cái nữa chỗ đó thì như cô có lời giải đến cho chị em ở trong ghe của mình không? Thì cô cũng có gửi lời cho chị em năm nay á, mình cũng phải phấn đấu cho được giải về cho cái chùa mình. Đó, chỉ mình phải tả mình chỉ có được có một chùa mình cũng gắng đánh đấu. Dạ. Đó. Có một cái điều
là phải phục vụ đồng đội của mình. Hôm nay là mục tiêu của mình là viết Facebook giải nhất công việc của mình. Con của mình. Dạ, đó là con chúc mừng cho cô. Dạ. Và cô chị ở đây con là luôn mạnh khỏe. Dạ. Cái mục tiêu cao nhất công việc của mình. Dạ. Chúc cô và luôn mạnh khỏe. Dạ. Con cảm ơn những gì chia sẻ của cô. Dạ. Quá tuyệt vời luôn, cả nhà mình thấy thì lúc mà rảnh rỗi các cô khi mà tập một chặng đầu rồi nghỉ rồi nghỉ ngơi rồi tiếp luôn chuyện đi lắm luôn cái phải xe này đi giòn ơi cà sậy giòn bòn sầm thướp mà đong đong ơi cầm xe anh bay đi ôn tàu xe anh bòn đầy ôn tàu xe cầm rạp đầy bòn ơi cầm xe anh bay thêm đầy tốt mùi tiếp lâu giòn ơi cà sậy giòn giòn ơi cà sậy giòn ơi cà sậy giòn rất là vui nghe cả nhà mình. Còn bản nào nữa không? Bản đội nón luôn thấy không? Cái này là tập lì giọt lần thứ hai nha. Bữa nay là cả nhà xem nè, bả bữa nay nè, bả yếu rồi.
đội trưởng á cả nhà mình, ở quyết liệt luôn.